Chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình sẽ cào 2 tờ 5 đồng nha. Mình ở Massachusetts nha mấy bạn. Cái game này gọi là Money Game. Thì nó có cái bonus ở trên đây nè mấy bạn. Nếu các bạn cào trúng ngôi sao á, rồi mấy bạn trúng nó 50 đồng ngay lập tức. Còn ở dưới đây thì cũng giống như mấy cái giấy số kia thôi. Nhân 5, nhân 10, nhân 20 và được 4 số chơi và được 14 số cào thôi nha bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cào cho bạn coi nha. Bây giờ mình sẽ dứt thằng bonus trước nha. Bonus ngôi sao, star. Không có star, trúng cái nón là không trúng nha các bạn. Thấy không? Có cái nón này không trúng không? Nếu mà có ngôi sao mới trúng nha. Ngôi sao. Trời ơi, cho một chiếc thuyền đi về Việt Nam luôn. Không trúng rồi. Bây giờ mình sẽ cào ở dưới, ok. Có 18 nè, 28 nè, 26 nè, 14. Thì có 18, 28, 26, 14 là mình trúng nha. 14 có không? 14. 15, mình có 14 ra 15, không được 5.000 rồi. 13 luôn mới ghê chứ, đau lòng. Khá là đau lòng. Số 1 mấy bạn ơi. Tiếp. Trời ơi, 12, 13. Mình có 14. 28, 26. Không có luôn. 22. Số 8. Mình cần con số 1 hay con số 2 đầu. 28 con. 29. 18 19 luôn. Trời ơi, 28 ra 27 nè, bạn thấy đau lòng không? Thấy có cái nỗi đau nào như bữa nay không? 16 luôn mới ghê chứ. Rồi, tờ này đã đi biển, đi viện bà đu. Ok, hết rồi. Qua tới tờ này đi. Giờ mình sẽ cào bonus trước ha. Dứt cái bonus trước rồi sau đó là mình nhẹ nhàng vô mấy cái số, ok. Ngôi sao. Trời ơi, cái crowd. Ngôi sao. Cái chuông mấy bạn ơi. Chuông này ở Việt Nam treo bò không à. Yeah. Đau lòng lắm chứ bộ, đâu phải là cào là trúng đâu nha mấy bạn, nhớ kỹ nha, không phải là cào là trúng nha. Hên xui nữa nha mấy bạn, chứ không phải là đụng vô và bóc giấy số vô cào là trúng rồi xong rồi cái hỏi tại sao ta làm clip mà trúng hoài, tại anh sao anh không trúng. Thì mua đại hên xui thôi chứ sao mà biết thằng nào trúng được, đúng không? Nếu mình trúng mình đâu cần phải đi làm đâu, mình cào giấy số nhà, mình cào giấy số là khỏe rồi. Nhớ nha mấy bạn. Ok, 14. Ơi cơ hội nè. Cơ hội trúng nè. 16 là mình trúng nè. Vô con. Đó, thấy chưa? Mình nặng quá. Mình nặng cái là mình biết cơ hội của mình tới đâu liền hết mấy bạn không? 15 nè, thấy không? 14, 16, 15 nè. Ngon rồi đó, vô rồi đó. Trời ơi, số 8. Vô. Thì 26 vô. Trời ơi. 26 không vô luôn. Dạ. Không, bữa nay nó nhà rồi. Bữa nay má nó kèm nó rồi. Má chị đó hả? Dạ. Kế tiếp. Má mà chị đó. 25. Vô. Ủa, mình trên đây nè. 29. Đi đâu? Đi xe. 16. Ồ. Oh. Xuống con nào. Có 27, 16, 18, 23 mình trúng nha, mình trúng con 16 rồi đó. 50% gì cũng được. Cũng khỏe không? 21.
22, 23 ra 23 ra 22. 19. Ok. Thì bây giờ thì mình cũng đã xong tờ giấy số này là trúng 16 nè các bạn thấy không? Ngon lành cành đào liền không? Chụp tấm hình rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ nặng con số 16. Chúng lớn đi, trời ơi, chúng có 10 đồng mà quỳ dấu mấy bạn ơi. Đau lòng quá. Ok, mình trúng 10 đồng mình gỡ lại vốn nha mấy bạn. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy đăng ký channel mình bên hông nha. Còn có gì thì comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời những câu hỏi của mấy bạn ở bên dưới nha. Mong rằng mấy bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Thank you mấy bạn nhiều. Vô, trúng 1.000 đi, trúng 1.000, 1 triệu.